chào chị, em là phóng viên của thời báo Tâm Bình ạ. Người Tâm Bình, em xin phỏng vấn chị một vài câu đúng không ạ? Chứ ạ. Theo chị thì ngày 20 tháng 10 là ngày gì ạ? Ngày của phụ nữ. Ừ. Giữa hoa, nếu mà nữ ông xã tặng giữa hoa và tiền, chỉ chọn một trong hai thì chị chọn cái này. Tiền. Nữ xinh đẹp nhất là khi nào? Khi nào nhỉ? Theo mình thì xinh đẹp nhất là khi được chồng quan tâm, khi được đi chồng quan tâm. Đúng vậy hả? Khi được chào em. Em chào anh chị ạ. Em đã có người yêu chưa? Em chưa. Dạ, à. Thế thì gái ế như em thì làm gì trong ngày 20 tháng 10 nhỉ? Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị. Nếu mà ngày hôm nay đến theo chị thì là em sẽ làm gì thì em nghĩ là chắc là em sẽ về nhà em đi mua cái gì đấy tự tặng bản thân ạ. Không ai tặng thì em tự tặng em. Vâng ạ. Thế thì em có mong muốn là 20 tháng 10 năm sau em đã có bạn trai không? Tất nhiên là có ạ. Vì là bây giờ là em cũng bị dục lắm rồi. Nên là em cũng không sốt ruột lắm, nhưng mà gia đình thì rất là sốt ruột. Nên là em cũng hy vọng là sang năm sau thì sẽ có tin vui. Một năm thì các chị có hẳn 2 ngày lễ kỷ niệm là ngày 8 tháng 3 và 2 tháng 10. Đấy là chưa kể đến các ngày khác như là sinh nhật hoặc là những ngày Valentine. Vậy thì anh nghĩ thế nào về vấn thế thì anh có cảm thấy bất công không ạ? Thứ nhất là có hai ngày ở nam thì không có ngày nào, thì nói cho cùng thì cũng hơi bất công một chút. Thực ra là nam nữ là cũng bình đẳng như nhau, cho công việc thì cũng như là trong gia đình thì cũng hai người đều lo toan như nhau đấy. Mà đúng thật mà ngày kỷ niệm thì phụ nữ có hai ngày, một ngày là không có ngày nào. May ở công ty thì có một ngày là mùng 3 tháng 8, chứ không là vớt vát lại được, nhưng như là vẫn thua, vẫn thiệt hơn so với các bạn nữ. Tôi thì thấy là sau một tiếng quảng cáo thì có đến 59 phút là quảng cáo sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da, son môi, các thể loại. Còn của cánh mày râu thì có mỗi dao cạo râu mà chỉ có đúng 1 phút. Thế thì anh cảm thấy cá nhân ông anh thiệt thòi quá không? Và nếu tiếp sau thì cá nhân anh có muốn thay đổi làm đàn bà không ạ? Có chứ, bây giờ mình kiếp này mình đang là đàn ông rồi, kiếp sau mình muốn thử là đàn bà xem thế nào. Nếu như kiếp này có cơ hội được chuyển thành đàn bà và có người tác tạo được điện anh thì anh có muốn chuyển đổi không? Không, kiếm sau thôi. Kiếm này cái thế này cho lành nhá. Rồi, cảm ơn, chào ạ. Hôm nay ngày 20 tháng 10 thì chị vẫn phải đi làm. Thế thì buổi tối về thì ông xã đặt, chị nghĩ là ông xã đã chuẩn bị cho chị chưa? Hỏi chị đã nhận được một lời chúc nào từ ông xã chưa? Nhà chị thì đi trước thời đại lắm em ạ. Tối hôm qua đi ăn liên hoan rồi sáng nay nhận tin chúc mừng với em ạ. Thế thì ông xã đã tặng mấy người ạ? Tặng thì chưa em ạ, chắc là tối nay mới tặng. Chị có mong chờ cái điều đấy xảy ra không ạ? Có chứ, là phụ nữ mà. Nên là chị vẫn thích quà lắm ạ. Thế thì chị đang thích món quà gì ạ? Chị thích nhiều lắm ạ. Nhưng mà quà gì cũng được. Đến ngày này thì em nghĩ đến ai là người đầu tiên? Tôi nghĩ đến thằng em. Vậy thì con gái đi làm xa nhà mà trong ngày 20 tháng 10 không phải là ngày để được các công chức được nghỉ như các ngày lễ khác. Vậy thì em nếu mà được gọi điện để nói chuyện với mẹ thì em sẽ gửi lời chúc gì cho mẹ? Nếu mà em đã gọi điện về nhà thì em chúc mẹ em là được nhiều sức khỏe, luôn tin tưởng vào anh em chúng em, và chúc tất cả mọi người, các chị em phụ nữ cũng thế, luôn tìm thấy niềm yêu thương trong tâm hồn mình để vượt qua những sóng gió, những cái cuộc sống. Hỏi cá nhân một chút là em đã có người yêu chưa? Em có người yêu rồi. Thế yêah. Yêu sai luôn gần. Người em vừa dặn rồi. Vừa sau rồi. Vậy thì trong ngày hôm nay thì bạn đã gọi điện hay là trước đấy đã có mà em đã nhận được quà. Nhận được quà và nhận được lời chúc rồi ạ. À.
em nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Anh ơi. Chào em. Hôm nay ngày 20 tháng 10 định rồi đấy, mà Lan nó về thì cứ ví dụ như là chờ về thôi, cụ thể là chờ hoa giảm giá, lúc mình phi xe đến đỗ vip pass vào cho hai bó đắt nhất, nhưng thực ra lại rẻ nhất. Thế vợ anh thì thích hoa gì cho anh? Được, chắc là chắc cứ tặng hoa hồng. Thế ngoài hoa hồng thì có kèm theo cái gì đấy không, không hay là chỉ hoa thôi? Chắc là kèm theo hành động gì đấy không? Theo tặng hoa và hành động. Hành động là gì anh? Hành động này cũng được đi. Thường thì nó được thực hiện cái hành động này vào lúc nào? Thất thường. Thất thường.